đã có mặt tại Sa Đéc, và hướng chúng ta đang đứng đó là quốc lộ 80 và đường tỉnh lộ 845 và ủy ban nhân xã Tân Quy Đông. Và giờ đây thì hướng này của chú anh chị chúng ta đi một tí nữa thì sẽ đến được làng hoa Sa Đéc, và giờ đây thì bước chân sẽ quay làng hoa Sa Đéc để cập nhật cho cô chú anh chị mình được xem tại làng hoa Sa Đéc chuẩn bị lễ hội festival của thành phố hoa, thành phố Sa Đéc như thế nào nha. Mời cô chú anh chị cùng với em chúng ta tiến đến những cái làng hoa để xem hoa ở tại nơi đây. Em xin mời. Dạ, giờ đây thì bước chân nó đến cái cổng của làng hoa là của chú anh chị. Chúng ta thấy là cái bảng địa chỉ là đó ha. Và đây là cái làng hoa này của chú. Trước mặt với cô chú đó là một cái vườn hoa giấy đẹp đẹp của chú anh chị. Rất là lung linh và nhiều màu sắc luôn nè. Đây, xin mời cô chú anh chị cùng xem quan vườn hoa giấy ở tại thành phố Sa Đéc đang chuẩn bị lễ hội festival của thành phố hoa. Festival thành phố hoa, thành phố Sa Đéc nha. Nơi đây rất là nhiều hoa luôn cô chú anh chị. Đủ màu sắc luôn. Cái cây hoa này nè, là em thấy là màu tím, màu đỏ. Nó pha trộn lẫn cả màu trắng nữa kìa. Cô chú anh chị thấy rất là đẹp ha. Rất là nhiều cái chậu hoa đẹp luôn. Mà cô chú anh chị cùng với em chúng ta đi vào bên trong để chúng ta xem những cái hoa giấy đẹp lung linh và huyền ảo ở tại nơi đây. Đây nè cô chú thấy là đỏ đậm ha, đỏ lợt ha, màu vàng 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 cam. Ở đằng này là màu tím sen, màu trắng. Rất là đẹp, xen kẽ với nhau như vậy nè. Đây là màu cam nè, tuyệt đẹp luôn. Giờ đây chúng ta đang lọt vào một cái rừng hoa giấy như thế này. Cô chú anh chị thấy. Quá đẹp và lung linh luôn. Và bên đây nè cô chú anh chị sẽ thấy được những cái hoa trang mà người ta đã làm những cái chậu như thế này, nó rất là đẹp và xen lẫn với những cái chậu hoa giấy nhỏ và hoa giấy bự. Thì đây là những cái chậu mà hoa giấy người ta đã làm có đế rồi nè. Trong đây là toàn là những cái chậu hoa giấy có đế nè cô chú anh chị, rất là đẹp. Và những cái dáng nó khác nhau, giống như những cái chậu hoa này nè, là nó có cái đế và có cái kiểu giống như là người ta uống á, rất là đẹp luôn á. Dáng nằm, dáng đứng và những cái dáng phải gọi là như giống như những cô thiếu nữ mà đang cầm những cái chậu hoa hay là những cái nón lá đang đậu trên đầu á cô chú, rất là đẹp ha. Thì bên đây nè, bên đây là cái gốc nè. Cái tán hoa giấy rất là đẹp. Thì muốn được một cái tán hoa giấy và những cái bông đẹp á, thì người ta ở đây kết hợp với tỉa cành và tán lá. Thì đây là những cái nơi mà cái dấu vết mà người ta mới tỉa cành này cô chú. Đây là những cái bông mà người ta đã tỉa nè, cho nó ra cái hình dáng đẹp để chuẩn bị cho cái lễ hội festival hoặc là Tết Nguyên Đán năm 2023 của chúng ta. Ủa 24 chứ, em nói lộn nha. Quá đẹp. Đây gọi là gừng hoa giấy. Cái dáng này đẹp nè cô chú. Đế này đẹp quá, đẹp luôn. Quá lung linh và huyền ảo. Ngoài đó người ta gọi là cây kiển sen hồng đó cô chú. Nó lú lên những cái lá đỏ đỏ, ta kêu ở đây Sa Đéc mình thì kêu nó là sen hồng á, còn ở chỗ khác chủ các bạn thì kêu như thế nào thì mình cũng không có rõ hung ha, nhưng mà quận đất Sa Đéc thì kêu đó là sen hồng. Thành phố hoa bên kia là mấy chú đang tới
những cái chậu hoa trang. Ở đây là nó đang tứ sen hồng nè. Và phía dưới là chúng ta thấy những cái bụi hoa trang như thế này. Tuyệt đẹp luôn. Hiện tại là chúng ta đang lọt vào một cái khu gọi là cái khu hoa giấy của chú. Rất là tuyệt đẹp. Bên đây thì bên đó đó của chú anh chị là người ta đang tỉa cành đó. Tỉa cành để cho nó ra cái đợt hoa sau nó sẽ đẹp hơn. Cho nên là người ta sẽ tỉa cho nó gọn lại. Đây là một chậu hoa giấy đẹp lung linh luôn nè. Quá tuyệt vời. Đây xa xa nè, cô chú thấy là rất là nhiều màu sắc, rất là đẹp. Ồ, cây phía trước đẹp kìa. Em tiến lại gần cái cây đẹp này cho cô chú anh chị xem ha. Nó rất là nhiều màu nha cô chú. Ôi ôi, bên kia cái cây màu vàng đẹp. Đây là màu vàng óng ánh luôn nè. Đây chúng ta nhìn phía trong chúng ta nhìn ra nè, là những cây hoa giấy cặp bên đường, nó khoe sắc, khoe những cái màu và những cái bông nó tuyệt đẹp như thế này. Quá xa đẹp luôn rồi. Nhìn mê mắt ha. Mê mắt. Quá đẹp luôn cô chú ơi. Có dịp thì bước chân đi về cánh đồng hoa hồng của thành phố Sa Đéc của chú anh chị. Và cánh đồng hoa hồng là một cái địa điểm ở du lịch rất là nổi tiếng ở tại thành phố Sa Đéc. Và vào cái mùa festival của thành phố hoa thì em cũng về nơi cánh đồng hoa hồng của thành phố Sa Đéc để mà giới thiệu cái nơi địa điểm du lịch cho cô chú anh chị và các bạn cùng được tham quan ha. Thì trước mặt chúng ta đó là đã chữ khu du lịch cánh đồng hoa hồng Sa Đéc. Giờ em mời cô chú anh chị cùng em đi tham quan nơi đây. Thì trước tiên á, cô chú anh chị, nơi đây là một cái địa điểm để xe, xe 7 chỗ và rất là nhiều loại xe luôn. Chúng ta có thể để ở đây và chúng ta dừng lối ở đây. Và bên đây á, cô chú anh chị, là nơi cái phòng vé.
cái phòng vé mà chúng ta sẽ được mua vé ở đây và đi vào bên trong để chúng ta tham quan đó cô chú anh chị. Giờ em mời cô chú anh chị cùng với em chúng ta đi vào bên trong để xem cánh đồng hoa hồng năm 2023 và đang bắt đầu chuẩn bị cho năm 2024 cảnh đẹp như thế nào nha. Em mời cô chú anh chị cùng đi với em ạ. Trước tiên là chúng ta thấy cái sân này rất là đẹp nè, tượng trưng những chiếc xe chúng ta có thể là đến đây để chụp hình và quay phim. Đây là những chiếc xe giỏ hoa rất là đẹp nè cô chú anh chị, trước mặt cô chú anh chị nè, quá tuyệt vời. Và đó là chiếc xe mà điện để mà đưa đón cô chú đi tham quan vòng vòng ở nơi đây nè, rất là đẹp ha. Đi đây là thuận tiện cho chúng ta chụp hình và quay phim. Bên đây thì cũng có một cái lối vào và rất là nhiều hoa luôn. Cô chú anh chị mình có thể là ngắm hoa ở trên cái đoạn đường này. Ngắm hoa trên cái đoạn đường này nè cô chú. Quá đẹp luôn. Đây là khung cảnh rất là đẹp. Đi ngang cái cầu như thế này. Nơi đây là cầu vòng nè. Và những chiếc xe nè cô chú. Chúng ta có thể ngồi lên cái yên này để quay phim và chụp hình. Bên cạnh đó thì đây là cái cầu đi vào bên trong cái khuôn viên của cánh đồng hoa và rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị sẽ được ngắm cảnh ngắm hoa ở tại nơi đây. Ngoài cái việc hoa ra cô chú thì nơi đây á thì người ta sẽ làm những cái thúng hoa như thế này để mà chúng ta có thể ngồi đó để chụp hình. Bên đây cũng có cánh cửa hoa nè, quá đẹp luôn. Ở bên đây thì sẽ có một cái mô hình của mô hình giếng này kia của chú. Quá đẹp luôn nè. Cái không gian này phải gọi là nên thơ cô chú. Ôi 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 ôi, té nha. Đây em gái đang đi nè. Ôi sao nó cung dưới em? Em gái nó qua được rồi. Đây là một không gian á cô chú, không gian rất là lãng mạn và nên thơ ha. Nơi đó thì có trang trí hoa và có cả một cái kia một cái gió để mà chúng ta nhìn thấy như là cắt gió để mà nấu cơm nấu nước gì đó. Thì bên đây nè có mô phỏng một cánh đồng hoa hồng ở đó cặp bờ sông, và nơi đó thì cái nhà kỷ niệm để chụp hình như là mai rồi này kia cô chú anh chị. Đây, em mời cô chú anh chị cùng em đi tiếp ha. Nơi đây rất là hồn nhiên và huyền ảo nha. Ở đây là cái lối đi vào nè. Rất là đẹp đó cô chú. Nơi đây này rất là nhiều hoa luôn. Phía trước cô chú anh chị đó là những cái thúng hoa trang trí trên những cái chiếc cầu đi qua như thế này. Nó rất là lãng mạn cô chú. Và rất là đẹp luôn. Thank you.
dưới sông thì chúng ta thấy là rất là nhiều cái chiếc xuồng chở hoa như thế này nè. Bên đây là cái khu mà người ta để mà mô phỏng chợ bán hoa của chú anh chị. Trên đây thì giống như những cái nhà hoa bên ngoài vậy đó. Bên đây là để chữ ghe bán hoa, bóng bông nè. Người ta mô phỏng đó, ha. Đây là không gian rất là đẹp, Tết hoặc là Festival của thành phố Hoa, thành phố ngàn hoa. Chúng ta có thể đến đây để mà tham quan, du lịch và chụp hình ở tại nơi đây cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Và cái không gian chúng ta đang đi thì rất là nên thơ và rất là mộng nha cô chú anh chị. Nơi đây có cây cầu nè, tí nữa thì bước chân sẽ đi đường này, đi ngang cây cầu để chú anh chị mình cùng được xem và ngắm cảnh tại nơi đây rất là đẹp nè. Nơi đây thì người ta làm những cây cầu như vậy nè cô chú anh chị, để cho cô chú anh chị mình đến đây để mà đi trên cầu và cũng có thể chụp hình. Ôi ơi con ngỗng làm hết hồn ngỗng nè, ngỗng với con vịt xiêm, vịt xiêm đen cái bên đây. Giờ thì bước chân sẽ đi lên cây cầu nha. Đây là cái vườn na của chú anh chị, vườn trái na á. Trái na màu vàng. Đây ta cũng trồng đây nè. Và đây là cái hoa mà người ta treo. Đấy như vậy chúng ta vừa nghỉ mệt và vừa chụp hình luôn. Và địa điểm mà em tới kế tiếp á là vườn hoa hồng mô phỏng mà. Quá nhiều hoa hồng luôn, rất đẹp. Cô chú anh chị mình có thể về xe đét thì về đây để mà ngắm cảnh, ngắm hoa để mà chụp hình nghe cô chú. Thì xong cái cảnh này á, em sẽ dẫn cô chú anh chị mình đến một cái cổng, cái cảnh rất là mộng mơ và nên thơ, giống như là cái đồi túp dụp với cô chú anh chị. Và xong cái cảnh đó thì chúng ta sẽ được tham quan là cá lóc bay ở tại cái vườn hồng của Tân Quy Đông này luôn nè. Cái diện tích của cái nơi đây á là khoảng trên 10 công á cô chú anh chị,
là khoảng một mẫu á. Ở đây chúng ta sẽ đi qua một cái đồi giống như đồi Cúp Dụp hay là đồi Mộng Mơ, mà người ta thường viết lên những cái bài thơ và những cái trang lịch sử. Thì ở phường Hồng Tư Tôn cũng mô phỏng lại con đường đó để chúng ta được đi qua ha. Thì trước mặt của chú anh chị đó là con đường mà em đang giới thiệu. Đây chúng ta thấy hai cái đường nè, hai bên thì rất là đẹp. Bên đây thì cái mua nè, đây là mua tím. Đây chúng ta đi đến giữa cái đồi này thì nó cũng bố trí cho chúng ta là nơi nghỉ ngơi. Và trước mặt cô chú anh chị đó là cái cổng mà người ta gọi là cổng thông thiên đó cô chú anh chị. Đó, đường này là chúng ta đi lên trên trời được nè. Dạ, và đây là cái địa điểm mà người ta biểu diễn cá lóc bay á. Chúng ta thấy cá lóc nó gì nhóc chân nè. Đây, những cá lóc này nó sẽ bay được nè cô chú anh chị. Khi mà người ta cho ăn á, là người ta gõ nó sẽ bay lên đó. Bay lên để đớp mồi. Ở đây là chỗ biểu diễn cá lóc bay nè. Nó bay giống như trên hình đó đó. Ở đây rất nhiều cá lóc luôn nè. Ui, cá lóc quá trời nhiều luôn nè. Ở đây thì gọi là cúc mâm xôi á cô chú. Nơi đây là cúc mâm xôi rất là nhiều luôn nè. Xanh dờn ha. Bên kia thì vàng mớp. Cúc này là kịp Tết Nguyên Đán mình luôn á cô chú. Ở bên kia thì cúc và vàng mớp, bên đây thì cái vườn trà là nè cô chú anh chị. Ôi vườn cọ chứ quên, em nói lộn vườn cọ. Công tác chuẩn bị làng hoa ở Sa Đéc, chuẩn bị festival của Sa Đéc năm 2023 và đón mừng năm 2024 của Tết Tây Dương Lịch diễn ra vào ngày 30 đến ngày mùng 5 tháng 12 và bước qua tháng 1 năm 2024. Thì Sa Đéc đang chuẩn bị một biểu diễn festival hoa
của thành phố Sa Đéc, thành phố ngàn hoa, thành phố ngát hương những đóa hoa hồng và nhất là những cành hoa xinh tươi. Thì cô chú anh chị cũng biết đó, thì người dân đang chuẩn bị náo nức những cái chàng hoa như thế này, nhất là cái chậu hoa lớn nhất của miền Tây. Thì giờ đây thì cô chú anh chị thấy phía trước cô chú anh chị đó là một cái giỏ hoa đẹp nhất ở miền Tây của chúng ta, mà các cô chú đã từng xem trên báo chí hoặc là mạng. Công tác chuẩn bị festival thì người ta cũng đã đem những cái giỏ hoa cũ xuống và đang gáp lên những cái giỏ hoa lớn như thế này. Thì em thấy là từ cái chữ Sa Đéc thấm đượm tình hoa đã gáp xong, và cái đoạn ở trên nóc á, thì còn cô chú anh chị chưa có xong nha. Và buổi sáng như thế này thì em đã quay trở về thành phố Sa Đéc để mà cập nhật cái tình hình chuẩn bị công tác festival của Sa Đéc, chuẩn bị Tết Tây nha cô chú anh chị. Em mời cô chú anh chị cận cảnh giỏ hoa ha. Thì trước khi chúng ta cận cảnh giỏ hoa thì chúng ta thấy những cái chậu hoa như thế này nè, rất là đẹp ha. Hai cái cổng này nó đi vô ngay cái giỏ hoa, và có những cái câu liễn rất là đẹp luôn, đó là hoa Sa Đéc thấm tình người tình đất, người Sa Đéc thấm tình đất tình hoa. Ồ, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Dạ, địa điểm mà em đang đi là của thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp đó cô chú anh chị. Nơi đây thì là một cái công viên mà người ta đang chuẩn bị những cái công tác mà chuẩn bị festival. Thì chút nữa thì chúng ta sẽ qua cái quảng trường để xem là cái quảng trường làm tới đâu và chuẩn bị tới đâu rồi nha cô chú anh chị. Thì nơi đây nè, cô chú anh chị cũng biết đó, thì thành phố Sa Đéc là một cái thành phố hoa, là chuyên cung cấp các loại hoa từ miền Tây cho đến thành phố Hồ Chí Minh. Và nơi đây sản xuất ra các loại hoa rất là đẹp. Ngoài hoa ra thì nơi Sa Đéc này cũng có những cái cây kiển rất là tuyệt vời và cũng được trưng bày ở tại Lai Vung này, và nhất là tại công viên của Sa Đéc. Chúng ta thấy là đẹp. Đây là một cái chàng hoa, hay còn gọi là cái giỏ hoa mà lớn nhất miền Tây, chỉ có thành phố Sa Đéc mới làm nên một cái giỏ hoa như thế này. Không biết là cái giỏ hoa lớn như thế này nó sẽ có được bao nhiêu chậu, để mình tiến gần lại để hỏi thử anh này biết không nha cô chú anh chị. Theo em dự đoán là khoảng trên 3-4 ngàn chậu để thành một cái chậu hoa lớn như thế này. Mời cô chú anh chị cùng tiến lại gần với em nha. Rất là tuyệt vời cái giỏ hoa lớn như thế này. Giỏ hoa này chú nói là đặt cái lực Guinness Việt Nam. Mỗi tầng là mỗi cái chàng hoa khác nhau. Dường như mấy chậu mình thấy mới thay phải không anh? Dạ. Cái này mình có ước tính được là bao nhiêu chậu cho cái giỏ hoa này không? Giỏ hoa nhỏ 12.000 mấy? 3.000 mấy? Trời ơi. 3.000 mấy giỏ hoa để thành một cái trên 3.000 giỏ hoa nhỏ. Có thể thành một giỏ hoa lớn đặt cái lực Việt Nam. Cái này mình còn cái nóc nữa phải không anh? Dạ, trên nóc chưa rồi. Trên nóc là chưa gắn nữa ha. Đó, trên nóc còn khung xương luôn á. Gắn trên nóc nữa. Trên nóc tường là qua giấy. Quá trời đẹp luôn rồi. Ở giữa là có hoa giấy này nè. Cái này là mình làm vậy là tới Tết âm lịch mình luôn, hay là âm lịch thay cái nữa? Tết âm lịch luôn. Chậu hoa này để cái Tết luôn ha. Tết luôn. Mình đi một vòng á. Vậy cái đường kính của cái chậu hoa này, cái giỏ hoa này chắc trị giá là trên 20 mét thôi. Trên. Từ cái lưới này qua tới lưới bên đây giá. Hỏi chú, hỏi chú biết á. Đây, Sa Đéc thấm đượm tình hoa.
xa thì mình mới đẹp cô bác được. Đúng dạng quá thì mình thấy chỉ có hoa thôi, xa thì mình thấy mặt nó cái khó này. Dạ, giờ đây thì chúng ta đứng từ phía sau để dòm về cái giỏ hoa. Thì chúng ta thấy là hoa sa đéc thấm đượm tình người, lễ hội hoa xuân năm 2023. Thì cái chữ 2023 cô chú anh chị, nữa người ta sẽ thay thế vào 2024 ha. Thì cái giỏ hoa này là một cái giỏ hoa đạt cái lục Guinness của Việt Nam. Thì phía sau cô chú anh chị, chúng ta thấy có nhiều cái cảnh vật khác nhau, giống như là một cái cây xanh mà người ta đã uốn lượn thành hai con bướm bướm như thế này. Ngoài ra thì có sừng, ta uốn thành sừng kêu sừng voi á của chú anh chị, và những cái ngôi nhà bằng cây xanh, trong đó có cái băng đá của chú anh chị rất là đẹp ha. Ở nơi đây nè của chú anh chị là những cái cây kiểng rất là đẹp luôn nè. Người ta sẽ uốn thành những cái con vật hoặc là những cái ngôi nhà hoặc là những cái gì đó mà nó rất là đẹp, giống như là những khía cạnh khác nhau. Giờ đây thì em đi công viên này vào buổi sáng nha. Đây là em cập nhật ở nơi giỏ hoa để gửi đến các cô chú anh chị ha. Dạ, xa xa bên kia cô chú anh chị là cái cổng hoa trong trống rất là đẹp. Cũng chuẩn bị cho cái lễ festival của thành phố hoa, thành phố Sa Đéc, thành phố ngàn hoa của chú anh chị. Thì tí nữa thì em sẽ qua đó để cô chú anh chị mình cùng tham quan cái cổng hoa trái tim. Có rất là nhiều giống trống, khoảng mấy ngàn cô chú anh chị. Và nơi đây nè, chúng ta sẽ đi con đường này, và đây thì đi qua một cây cầu rất là đẹp. Trước tiên đi qua cây cầu thì chúng ta thấy là một cái hoa hồng được làm bằng cây xanh nè, uốn thành một cánh hoa hồng rất là đẹp ha. Thì giờ đây thì chúng ta đi qua cầu Phụng. Cầu này được gọi là cầu Phụng của công viên Sa Đéc. Thì phía trước thì có hai cặp phụng như thế này và một cây cầu. Chúng ta sẽ đi qua cây cầu này để tiến tới cái cổng hoa ở trái tim ha. Đây, mời cô chú anh chị cùng với em, chúng ta sẽ đi qua cây cầu cầu Phụng như thế này để tiến về cái cổng hoa. Đây, chúng ta sẽ qua cây cầu và tiến tới cái cổng hoa trái tim. Ở đây thì người ta mắc là rất là nhiều chuông trống, khoảng mấy ngàn cái chuông trống của chú anh chị. Khi mà gió lên thì cái chuông trống nó sẽ quay đều dài vô trong, rất là đẹp. Mà nơi đây là thích hợp cho cái địa điểm mà chúng ta có thể là chụp hình lưu niệm tại thành phố hoa như thế này. Đây chứ, ở ngoài vô nè, chúng ta thấy trái tim và để là Sa Đéc mùa xuân khoe sắc. Đây, cái cổng hoa này rất là đẹp nè. Khi gió vào trong trống thổi đẹp cực kỳ. Giờ thì chúng ta sẽ bước vào cái nơi trong trống như thế này. Thổi nè cô chú anh chị, quá tuyệt vời luôn á. Nơi đây thì chúng ta thấy là rất là nhiều cái đường khác nhau như thế này, là có nhiều cái loại trống trống nhiều màu. Và khi mà gió lên á thì cô chú anh chị thấy là trống trống nó sẽ quay và cặp với những cái cây tung mát như thế này nè. Và nơi đây thì người ta cũng có để cái băng đá để chúng ta có thể ngồi đây chụp hình hoặc là ngồi nói chuyện, trò chuyện dưới cái không gian thoáng mát như thế này, giữa những cái trống trống quay nè cô chú anh chị, rất là đẹp, quá tuyệt vời luôn ha cô chú, khá là đẹp. Đây là đoạn đường mát rượi và có cái không gian rất là tuyệt vời. Bên cạnh đó thì những cái chiếc trống trống quay tua như thế này dẫn đến một cái địa điểm hấp dẫn cho người tham quan lẫn các du khách ở phương xa
đi về thành phố ngàn hoa Sa Đéc được trải nghiệm trong lòng khung cảnh của những chiếc chuông trống quay. Khi có gió lên thì chuông trống sẽ quay, và những cái màu sắc sặc sỡ đẹp như thế này thì thích hợp cho những người có tinh hồn thơ sẽ đến đây để sáng tác cũng rất là tuyệt vời. Hiện tại thì chúng ta đang đi trong lòng của một cái khung gọi là khung trái tim, kết hợp với những chiếc chuông trống quay và cái không gian mát, tĩnh lặng làm cho chúng ta nhớ đến, bồi hồi, ngậm ngùi, nhớ về cảnh vật xa xưa của chúng ta, giống như là những cái làng hoa của thành phố Sa Đéc, hoặc là những cái nơi công viên yên tĩnh, hấp dẫn như thế này. Thì chuẩn bị festival của thành phố Hoa, thành phố Sa Đéc thì bà con cũng đang chuẩn bị những cái chuông trống đẹp như thế này. Trước tí nữa thì chúng ta đã qua được cái cổng công viên ha. Đó, phía bên kia là cái công viên của thành phố Sa Đéc, nơi mà cái giỏ hoa lớn nhất và đạt cái lực Guinness của Việt Nam của chúng ta đó cô chú anh chị. Đây thì chúng ta dòm thẳng qua cái giỏ hoa này, với cái khung trái tim phía trước nè, rất là đẹp ha, rất là tuyệt vời. Khá là ok, khá là đẹp. Phía trước là cái công viên đó cô chú anh chị. Cái đường đi lên giỏ hoa thì chúng ta thấy có rất là nhiều cái chậu hoa đẹp ha. Bên đó là cái giỏ hoa lớn đó, là hàng năm là sẽ thay hoa, nơi cái giỏ hoa đó là khoảng 3.000 cái giỏ hoa nhỏ để làm một cái giỏ hoa lớn như vậy cô chú anh chị. Dạ thì vừa qua mình đã đi vào bên trong cái cổng trái tim, rồi còn gọi là cổng trông trống của cô chú anh chị, rất là đẹp ha. Thì ở ngoài đây thì chúng ta thấy được một cái cặp cá quá long và ngậm hai viên ngọc rất là tuyệt đẹp như thế này. Thì em sẽ tiến tới gần để cập nhật cho cô chú anh chị mình cùng được xem. Thì trước khi cái lễ hội festival diễn ra thì nơi đây có rất là nhiều cái khung cảnh đẹp ở tại cái làng hoa thành phố Sa Đéc nói chung, và nói riêng ở tại công viên Sa Đéc thì người ta cũng đang chuẩn bị rất là nhiều để chuẩn bị cho cái lễ hội festival của Sa Đéc đó cô chú anh chị. Đây là cặp cá mà rất là đẹp luôn. Ở nơi đây thì có rất là nhiều cái loại hoa khác nhau, cây xanh rồi hoa gì đó cô chú anh chị, rất là màu xanh và màu đỏ, cách chép quá long. Nơi đây người ta sẽ làm hai cái viên ngọc rất là đẹp nè. Quá đẹp hả cô chú? Khá là đẹp luôn nè. Đây là một đôi cá tuyệt vời. Có gâu kìa. Có gâu. Ngậm một cái với hai viên ngọc rồi. Ở cái này người ta giống như bao lưới rồi ta. Bao lưới xong cái người ta bỏ gươm trong cái đó, người ta bẻ khung. Dạ. Yeah. Rồi bỏ gươm, phân gươm trong đó. Nè, cái bắt đầu người ta cắm nhánh nè. Mình tiến lại gần đi nè. Nè, người ta cắm nhánh vô nè, bắt đầu nó ra nè. Đó. Nhưng mà khéo quá. Quá đẹp ha. Làm đều gan ha. Đây, cái cách người ta trồng nè. Làm một cái khung trước rồi bỏ phân gom vô đây, lấy lưới ở bên ngoài bao bọc lại, rồi sau đó cắm những cái cây theo cái ý thích của mình trang trí lên cái con cá hoa long này. Đẹp quá, nhìn từ xa đẹp quá.
còn mấy cái râu này chắc bằng cái cọng sắt rồi. Cọng sắt. Đứng gì nè, đứng ngoài xa gì mới đẹp nè. Đó. Cực kỳ luôn. Đây là một cặp cá quá long ở tại công viên Sa Đéc cô chú anh chị. Anh thấy rất là đẹp. Giờ đây thì bước chân đi đó đã quay trở lại thành phố Sa Đéc để cập nhật cái thông tin về thành phố hoa, chuẩn bị festival của thành phố Sa Đéc diễn ra vào ngày 5 cho đến ngày 30 cho đến ngày 5 đó cô chú anh chị, năm Tây. Thì tháng 30 thì của tháng 12, còn tới mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 thì của tháng 1 năm 2024, cũng giống như là đón Tết Tây năm 2024 như đó cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị cùng với em sẽ cập nhật cái tình hình festival của thành phố hoa, thành phố Sa Đéc trên fanpage hay còn gọi là bước chân đi đó của em nha. Nhớ đăng ký theo dõi để xem được nhiều cái clip hay và hấp dẫn ở tại thành phố hoa. Em sẽ cập nhật ở đây cho tới hết festival của Sa Đéc của Đồng Tháp, chuẩn bị Tết Tây năm 2023 nhé. Dạ, bên đây thì có cặp cá hoa long, còn bên kia thì có hai chú ngỗng bên kia của chú anh chị. Xa xa đó thì em qua bên đó quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Cùng dưới bước chân sẽ đi cập nhật nha cô chú anh chị. Tới đây là tới cái cổng hoa tuyệt đẹp bằng chống trống của Sa Đéc nha cô chú anh chị. Sa Đéc Cầu Xuân. Chúng ta đi qua bên đây thì sẽ gặp được cái cặp ngỗng rất là đẹp, cũng làm bằng hoa giống như cặp cá luôn. Thì em đến để cập nhật cho cô chú anh chị cùng được xem cái cặp ngỗng đẹp như thế nào nha. Thì nơi đây thì người ta làm bằng hoa không á cô chú. Khung thì khung bằng sắt ha. Thì người ta sẽ kết những cái hoa vô thành những cái con thú rất là đẹp. Đây, chúng ta đã đến cái cặp ngỗng rồi nè. Đẹp quá. Hai con đường gan luôn á. Cái này theo như mày gọi là cái này là cặp ngỗng hay là cặp thiên nga hay là cặp vịt? Cái này chắc là thiên nga quá, cái đầu giống thiên nga kìa, trồng mũi đỏ đó. Mũi đỏ là thiên nga hả? Ờ. À hay ha. Còn ngỗng mình thì mũi trắng. Hai cái đầu thì gắn có màu sắc. Còn tất cả những phần còn lại thì người ta sử dụng bằng phân gom và cây. Đặc sắc là cặp cánh. Đẹp ha. Nó hay có một cái là hai cái đầu cái cổ thành cái tim luôn kìa. Ờ đúng rồi. Hai con cổ gắp lại thành trái tim luôn. Chỉ con cây thiếu cái chân ha. Thiếu cái chân. Rất là bất ngờ tại thành phố hoa có nhiều cái cảnh vật rất là đẹp như thế này. Đây, ngày xưa thì những chú vịt này thì người ta cho thuê để đạp xung quanh cái hồ này để giải trí. Bây giờ thì dùng để mà trang trí hoa cho cái hồ luôn của chú anh chị. Thì bên đó đó là người ta đang chuẩn bị cái quảng trường để mà diễn ra cái lễ hội festival của thành phố hoa, thành phố Sa Đéc diễn ra vào ngày 30 đến ngày mùng 5 của tháng 1 năm 2024. Thì bên đó là cái quảng trường đó, thì tí nữa thì mấy anh em sẽ qua cập nhật và cô chú anh chị xem qua clip này và muốn xem hết cái công tác chuẩn bị và diễn ra cái lễ hội festival thì cô chú anh chị đăng ký kênh Facebook bước chân này đó của em nha. Em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Dạ, trước mắt cô chú anh chị đó là cái quảng trường của thành phố Sa Đéc đang chuẩn bị lễ festival của thành phố hoa, thành phố ngàn hoa của thành phố Sa Đéc. Thì cô chú anh chị biết cái dự án của cái quảng trường này là làm trên 140 tỷ đó, cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị biết đó thì cái này nè cô chú anh chị, lúc trước là cái công viên cổng A
Và hiện tại là em đứng từ hướng công viên cổng C đi nhìn về hướng công viên cổng A. Và hiện tại là các công nhân ở nơi đây, người ta làm rất là chăm chỉ để mà chuẩn bị cho kịp cái ngày lễ Festival diễn ra vào ngày 30 đến ngày mùng 5 tháng 1 năm 2024. Và sẵn đó là chào mừng cái năm cũ bước sang năm mới luôn cô chú anh chị. Đây là một cái quảng trường rất là rộng. Hồi xưa là nguyên cái công viên cổng A đó, bây giờ là người ta thành lập lại một cái quảng trường. Hiện tại là em thấy là lót gạch cũng gần xong rồi. Chứ còn cái mặt này chắc lẽ là vài ngày nữa là xong để chuẩn bị cho cái lễ Festival ha. Thì tới đó thì cô chú anh chị cũng được xem em cập nhật trên Facebook bước chân này đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị nhớ đăng ký theo dõi để xem cái sự việc diễn ra cái lễ hội Festival lớn nhất của thành phố Ngàn Hoa này nha. Cô chú anh chị thấy bà con đang làm rất tấp nập ha. Quán trường này là rất là rộng nha cô chú. Thì cô chú biết là nguyên cái cổng A ngày xưa á, bây giờ thành cái quảng trường á cô chú. Bây giờ em mời cô chú anh chị cùng với em xem các điệu nhảy chuẩn bị cho cái ngày diễn ra lễ hội Festival nha cô chú anh chị. Thank you.
Dạ, giờ này thì Bước Chân xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip tổng quan của Festival Thành phố Ngàn Hoa, thành phố Sa Đéc năm 2023 và đón chào năm 2024. Giờ đây thì em xin khép lại video này. Mong cô chú anh chị đón xem video của em tiếp theo ạ. Em cảm ơn rất là nhiều.